Vâng, chúng ta có thể thấy kể từ đợt bùng dịch thứ tư thì hiện nay Việt Nam của chúng ta về cơ bản tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát một cách an toàn. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6 thì Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về hai ca tử vong số 56 và 57. Đó là hai bệnh nhân nữ có bệnh ác tính nặng liên quan đến COVID-19, đó là bệnh nhân 4415 và bệnh nhân 3595. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Cụ thể, ca tử vong 56 là bệnh nhân 4115, 65 tuổi, địa chỉ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngày 16 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, kết hợp thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, sinh phổ rộng kết hợp với thuốc kháng nấm và nuôi dưỡng được chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, chức năng phổi không cải thiện, sốc không hồi phục. Bệnh nhân tử vong vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Candida xâm lấn, ca cổ tử cung di căn hạch ổ bụng. Ca tử vong 57 là bệnh nhân 3595, 59 tuổi, có địa chỉ ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân điều trị ung thư túi mật tại khoa gan mật tụy tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Có con gái được xác định mắc COVID-19. Bệnh nhân được khẳng định nhiễm COVID-19 vào ngày 11 tháng 5, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Bệnh nhân tử vong ngày 10 tháng 6, 2021, chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn muộn.